Duy Trường xin kính chào quý vị, xin kính chào các fan khắp nơi. Và dĩ nhiên là Duy Trường xin kính chào brother Thế Sơn. Sáng hôm nay lúc 8 giờ rưỡi sáng là Duy Trường nhận được một cái lời khiêu chiến. Một cái lời khiêu chiến rất là dễ thương để đóng góp trong chương trình từ thiện của ALS. Nói về ALS thì Duy Trường khỏi cần nói nữa, là tại vì rất nhiều người đã biết về chương trình này rồi. Nhưng mà buổi trưa chờ nhạc sĩ Đồng Sơn vừa thức dậy là gọi liền anh Sơn, giúp giùm em anh Sơn set up camera cho em tới em phải coi như là challenge với brother Thế Sơn mới được. Bây giờ thì trước khi Duy Trường được anh Đồng Sơn đổ nguyên một cái bucket ice water lên người Duy Trường, thì Duy Trường xin phép được nominate những người bạn sau đây. Trước hết một trong những người anh rất là dễ thương, quý vị cũng muốn biết anh, đó là nhạc đó là kịch sĩ Hoài Tâm, là chủ của Quán Hương mà hiện tại bây giờ là đang bên Việt Nam. Duy Trường challenge Hoài Tâm Việt Hương tại Việt Nam Ice Bucket in Saigon. Và người thứ hai, một trong những khuôn mặt rất là quen thuộc trên sân khấu Thúy Nga cùng với Duy Trường trong những thời gian qua, cũng đi lưu diễn khắp đây, một người một dốc dáng rất là dễ thương mà lúc nào nói cũng dịu dàng hết, mà không biết là đổ nguyên cái ice bucket lên người là như thế nào, cho nên Duy Trường cũng đang rất là hồi hộp để chờ xem. Đó là I challenge you Hà Vi 24 hour. Ok, còn một người cuối cùng nữa chính là giọng hát quê hương, giọng hát miền Nam rất là dễ thương, nhảy cha 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 rất là đẹp. Đó, ngày hôm nay cô Úc, cô Úc đưa đò Duy Trường, challenge cô Úc đưa đò, đó là Hương Thủy, Hạ Vi, Hoài Tâm, Việt Hương, 24 hour. Ok, are you guys ready? Come on, Sơn. Đem cả đồ nghề của nhà hàng tới luôn quý vị ơi. 6 giờ mấy chiều rồi, come on. Oh my god. Come on, bro. Lạnh quá quý vị ơi. Hạ Vi, Hoài Tâm, Việt Hương, Hương Thủy, 24 tiếng đồng hồ. You guys ready? Come on.